trong quá trình okay, thì tiếp tục đã lưu lại lớp học này nhé còn nếu như anh chị uh, vào sau á uh, thì mọi người vào mọi người tắt mic đi để cho tránh làm phiền cũng như là tránh bị uh, buổi học bị gián đoạn ok ok Hồi trước hết thì Steve cũng muốn uh, dành một lời cảm ơn vì anh chị đã dành thời gian để mọi người tham gia vào cái buổi chia sẻ này của Steve. Thì uh, chắc hẳn uh, các anh chị đã tham gia những cái buổi hội thảo online trước đây của Steve rồi hay là tham gia những cái lớp uh, thực chiến bao lời bao lỗ mà Steve đứng uh, thì chắc không uh, xa lạ gì với Steve nữa. Cũng như là anh chị cũng đã tham gia vào những cái... Uh, nhóm tín hiệu mà Steve đang hỗ trợ. Không thì đối với những anh chị mới thì Stipe muốn muốn nói về một cái kinh nghiệm về bản thân của mình một chút thì tính đến cái thời điểm này thì Steve cũng có 8 năm kinh nghiệm ở thị trường rồi. Cũng <laughs> đã tính đến thời điểm này thì có 8 năm ở thị trường. Thì tên thật của Steve đó là Nhật Minh. Đó, tên Zalo thì Steve có ghi ở trên đây đây là Steve đó, thì từ thời điểm này thì Steve có 8 năm kinh nghiệm thì từ những năm 2013, 2014 thì Steve làm chuyên viên phân tích uh, cho sàn Hương Cây ở Hồng Kông thì uh, đến năm uh, 2015 thì Steve uh, có tham gia đào tạo cho FDI Academy thì uh, cũng hỗ trợ đào tạo về mặt uh, phân tích uh, về uh, giúp cho những cái đội ngũ để phân tích chiến lược thì đến năm 2016 thì uh, Steve có tham gia đầu tư chứng khoán Việt, và cũng đầu tư chứng khoán Việt được một thời gian cũng khá là dài nhưng mà sau một thời gian thì step có đầu tư thì thấy là cũng chứng khoán Việt cũng có một vài điểm hạn chế nhất định nên là cũng có tham gia tìm hiểu thêm về mảng thị trường đầu tư chứng khoán quốc tế thì đến những ngày năm gần đây thì step cũng có uh, hỗ trợ ở một số sàn cũng hỗ trợ một số sàn thì như uh, anh chị đang tham gia thì là sàn DK là đơn vị tổ chức buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay ok anh chị vui lòng tắt mic nhé à, như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì chắc anh chị cũng đã biết rồi đó là các mô hình nến đảo chiều trong đầu tư chứng khoán thì hôm nay buổi của chúng ta sẽ nói về mô hình nến thì những cái lớp trước của Steve còn nói. ạ Những cái lớp trước của Steve còn nói. Thì là chúng ta đi sâu về phân tích đúng không? Đó, thì hôm nay thì Steve cũng muốn cụ thể hơn. Đúng không? Cụ thể hơn thì những cái mô hình nến. Và chỉ cho anh chị những cái mô hình nến nào. Anh chị có thể tham gia vào lệnh. Đúng không ạ? Ok. Thì uh, nội dung của buổi... Hội thảo ngày hôm nay của chúng ta sẽ có bốn mục. Thứ nhất đó là lựa chọn sàn. Thứ hai đó là uh, những cái mô hình nến cơ bản. Đây là những cái mô hình cơ, nến cơ bản nhất thôi. À, cái thứ ba đó là uh, xác định các mô hình nến đảo chiều, đúng không ạ? trong một cái xu hướng nó đang tăng và khi nào thì nó sẽ quay đầu trở lại để anh chị có thể là giao dịch để có cái lợi nhuận uh, tối ưu nhất. Và mục thứ tư, tiếp uh, sẽ chia sẻ những cái thương vụ mà Steve cũng như là đội ngũ phân tích kỹ thuật đội nhóm của Steve đang đánh giá đó là tiềm năng và quan trọng nhất đó là an toàn đúng không ạ ok mục đầu tiên của chúng ta à, thì anh chị có tham gia nhiều lớp của Steve rồi thì cái mục đầu tiên cũng là một mục quan trọng nhất đó là anh chị lựa chọn sàn giao dịch à, và Steve cũng nói rất là nhiều rồi để khi mà anh chị giao dịch ở bên chứng khoán Việt hay là chứng khoán quốc tế thì đều phải thông qua những cái sàn môi giới và những cái sàn đấy phải được những cái tổ chức tài chính cấp phép đúng không ạ? thì uh, như ở uh, bên đơn vị DKJ thì đang có trụ sở chính ở Anh Quốc và được cấp chứng chỉ SSV, FSA FSA đó, đó thì bên uh, DKJ cũng đang trong quá trình là trời cấp phép của bạc phiên Đức, <laughs> thì đây chính là cái chứng chỉ MSA. Nó góc bên trái đó, đấy chính là chứng chỉ MSA. Nó và bản thân đó, anh chị cũng có thể là tự mình lên những cái ứng dụng hoặc là những cái trang web như là uh, Wiki FX để anh chị tìm kiếm thông tin về những cái điểm đánh giá của sàn. Thì đây anh chị sẽ nhìn vào góc phải bên cuối cùng, thì mình sẽ thấy là Thang điểm đánh giá đó được 7,74 trên 10 điểm. Và cái điều kiện giao dịch của DK đó là A. Thì cái mức giao dịch cao nhất nó sẽ là AA anh chị nhé. Anh Trần Sĩ Toàn có nhắn là sao không nghe thấy gì hết đó anh chị? Thì không biết là anh chị đã nghe được hết chưa? Dạ nghe thầy. À, ok. Uh, anh sĩ toàn anh có thể là nhìn vào màn hình á rồi anh bật cái loa lên hay là anh có thể là liên hệ bạn support á, để bạn hỗ trợ anh nhá ok mọi người có vấn đề gì có thể là chat ngay trên khung chat nhá thì đấy là một cái cách để đơn giản nhất đó là gì là anh chị xem cái giấy tờ đúng không? xem cái giấy tờ bên uh, những cái tổ chức tài chính đúng không? chúng ta sẽ có rất là nhiều tổ chức tài chính ví dụ như là FSA đúng không? FSA là của Anh Quốc này FCA đúng không? Cũng là của Anh Quốc đúng không? Và Thực tế là ở trên thị trường Sẽ có rất là nhiều chứng chỉ Và mình sẽ chọn những cái chứng chỉ Là của uh, bên đơn vị là Anh Quốc này Bên đơn vị là Mỹ này Hoặc là bên đơn vị ở châu Á Thì có Nhật Thì là những cái chứng chỉ mà có điều kiện giao dịch là tốt nhất Thì anh chị nên ưu tiên lựa chọn Những cái đơn vị như vậy <laughs> Và khi mà anh chị đã lựa chọn được uh, sàn để anh chị giao dịch rồi đúng không? Những cái sàn uy tín anh chị giao dịch rồi thì mình phải uh, test thử Anh chị có thể là làm test thử Thì ở đây thì tích có thể khẳng định với anh chị luôn Đó là nạp rút ở DKJ mình có thể là thành công 100% Còn nếu như uh, anh chị mà không giao dịch được nạp hoặc là rút uh, Thì một anh chị có thể liên hệ với uh, các bạn support hai á, là anh chị có thể là uh, xem lại một số vấn đề như sau thứ nhất đó là một ngày á, anh chị chỉ uh, nạp chỉ uh, chỉ rút nạp thì anh chị có thể nạp nhiều nhưng mà rút á, thì anh chị chỉ được đặt lệnh rút một lần trong ngày thôi cái thứ hai anh chị cần lưu ý đó là vấn đề về bảo mật thông tin thì á, khi mà cái tài khoản giao dịch của chị anh chị sẽ là giống như một cái tài khoản ngân hàng nên á, khi mà mình rút tiền về thì cái tài khoản giao dịch MT4 nó phải trùng với tài khoản ngân hàng mà anh chị muốn rút về. Thì đấy là một trong những lý do mà anh chị không rút được. Còn á, khi anh chị đã thao tác thành công á, thì mình sẽ rút về 100%. Còn nếu như mà anh chị đợi lâu quá hoặc khoảng 4 đến 24 giờ mà lâu quá thì anh chị chỉ cần xem lại số tài khoản của anh chị. Đúng không? Hoặc là trong cái thời điểm đấy thì cái lượng giao dịch rút về nó hơi nhiều nên mình chỉ cần đợi thôi mình cũng không cần phải lo lắng về những vấn đề như vậy, đúng không ạ? Và khi á thì hiện nay thì uh, những cái sàn uy tín á thường là hợp tác với ngân lượng. Thì đây là ship cũng có để thông tin ở ngân lượng đây. Thì Anh chị hoàn toàn có thể là vào cái trang chủ của ngân lượng đó là ngân lượng.vn để anh chị xem những cái thông tin của ngân lượng, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì uh, rất là nhiều anh chị biết rồi mình đầu tư đúng không ạ? có yếu tố nước ngoài thì ở đây yếu tố nước ngoài là gì? nó chính là tiền đô đó anh chị đúng không ạ? yếu tố nước ngoài ở đây chính là tiền đô đó thì khi mà mình giao dịch tiền đô thì ở Việt Nam là chưa được phép anh chị đầu tư tiền đô trực tiếp nhưng thế nên á mới cần những cái bên đơn vị trung gian đúng không ạ? đảm bảo dòng tiền cho anh chị thì ở đây đó chính là công ty cổ phần ngân lượng đó thì ở đây là Steve cũng ghi rồi đây là sử dụng cổng thanh toán ngân lượng để nạp và rút có giấy phép hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam đảm bảo đầy đủ về mặt pháp lý khi mà mình chuyển tiền hai là ngân lượng đã liên kết với tất cả các ngân hàng tại Việt Nam đúng không ạ à, thứ ba đó là hỗ trợ rất là nhiều hình thức thanh toán như là qua thải ATM internet banking internet banking thì một là mình có thể là lên trang chủ của sàn để mình nạp trực tiếp, hai là mình có thể là chuyển tiền bằng ứng dụng banking, thì cái ứng dụng banking thì nó vẫn là nhanh và tiện nhất rồi. thì ở cái nạp trực tiếp ở trên web á, thì mọi người lưu ý rút tiếp là tỷ giá nó có thể tính lên một chút và mình sẽ bị mất phí, nhưng cái khoản phí này nó sẽ được cộng thẳng vào tài khoản mt4 của anh chị, đúng không ạ? và mình vẫn sẽ được miễn phí nạp rút nếu như cái số tiền anh chị uh, giao dịch đó là, nó là ở một cái mốc nào đấy hai là mình sẽ nạp qua ví điện tử ba là mình sẽ nạp qua thẻ ngân hàng thì cái này cũng rất là đơn giản thôi đó, khi mà mình đã lựa chọn được sàn giao dịch rồi mình đã hiểu về dòng tiền đúng không ạ à, dòng tiền đây là gì dòng tiền đây á, là từ tài khoản ngân hàng của anh chị chuyển vào tài khoản giao dịch của anh chị đúng không ạ? Và khi anh chị muốn rút tiền thì mình chỉ cần là rút tiền từ tài khoản giao dịch về tài khoản MT4. Khi anh chị tạo một tài khoản thì anh chị có thể hình dung đây là một cái tài khoản ngân hàng nó sẽ giúp anh chị chứa tiền. Đúng không ạ? Và thứ hai mình phải hiểu là gì? Cái tài khoản giao dịch đấy nó sẽ tên là tài khoản MT4. Đúng không ạ? Khi anh chị đã có một cái tài khoản MT4, anh chị sẽ đăng nhập vào cái nền tảng giao dịch MT4. Thì đây mình hiểu đơn giản thôi. Đó là giao dịch mua bán. Đúng không ạ? Anh chị mua bán gì cũng thế thì mình sẽ cần một cái chợ đúng không ạ? Một cái chợ để giao dịch thì tung cua cá, còn đây là mình sẽ giao dịch uh, cổ phiếu, hàng hóa cũng như là các cặp tiền. Đúng không ạ? Thì cái chợ ở đây nó là nền tảng giao dịch MT4 thì anh chị sẽ tiến hành là đăng nhập ở tài khoản uh, MT4 vào ứng dụng MT4. Đúng không ạ? Thì MT4 thì ngoài cái chức năng là làm rút tiền hai á là sẽ giúp cho anh chị là giao dịch đó thì uh, hiện nay thì MT4 có cả ở trên điện thoại Android, uh, iPhone cũng như là có cả trên máy tính Đúng không? và cái những cái thao tác đặt lệnh á nó rất là đơn giản. Uh, sip có chia sẻ cái màn hình á của MT4, không biết anh chị có nhìn thấy không? ạ? Tiết có chia sẻ màn hình MT4 anh chị có thấy không ạ? Anh Toàn liên hệ với các bạn. máy à? Có thấy ạ, có thấy ạ. OK. Đó, thì ở đây á, đây chính là cái giao diện của nền tảng MT4, đúng không ạ? Giao diện uh, của nền tảng MT4 ở trên uh, máy tính, thì ở đây mình sẽ có là gì? Anh chị đăng nhập xong á, và anh chị sẽ gọi tất cả những cái mã mà anh chị đang quan tâm ra, thì nó sẽ ở góc trái mà mũi tên của step đang để đây, đây như chính là những cái sản phẩm mà anh chị giao dịch. cái thứ hai á là màn hình lớn nhất đó chính là biểu đồ nến, màn hình lớn nhất đó là biểu đồ nến. thì biểu đồ này á thường là anh chị sẽ nhìn thấy là màu xanh và màu đỏ, đúng không ạ? còn ở đây thì step đang giao dịch là màn hình đen trắng, bởi vì đơn giản là mình step quen thôi, quen thao tác ở trên này thôi. còn để như phân tích thì step cũng uh, là giao dịch ở trên trading view. Đúng không? phân tích ở trên Trading View thì nó cũng màu xanh màu đỏ thôi. À, bên dưới sẽ là những cái lệnh giao dịch. Anh chị mua cổ phiếu gì? Anh chị mua sản phẩm gì? Mọi người cứ tắt mic nhá Mình có khung chat, ạ à, mọi người cứ chat thôi là được. Ở đây là mình sẽ có uh, tất cả những cái lệnh mà anh chị đang giao dịch, đúng không ạ? Đây, số lượng cổ phiếu, số lượng đây chính là kích cỡ anh chị mua này. Anh chị đang mua mã gì này? Giá bao nhiêu này? bán ra bao nhiêu này, và nó sẽ tự tính cái lợi nhuận cho anh chị ở góc bên phải. Đó, thì tất cả những cái lệch này nó đều công khai và minh bạch. Nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm. Không thái theo ơ Ok. Mình sẽ quay lại trở lại cái slide. Mình có một cái khung chat anh chị có thể chat đi. Đứng màn hình rồi. Vừa nãy anh chị có thể nhìn thấy màn hình MT4 không? đứng màn hình rồi, chỉ thấy investing thôi anh ơi. Không thấy màn hình MT4 ạ. Ok anh chị nhìn thấy màn hình MT4 chưa? Vừa nãy có anh chị bảo là thấy rồi nên step cũng không để ý. Thì step sẽ nói lại một chút vậy. Thì khi anh chị đã đăng nhập thành công ạ, thì mình sẽ có đây mình sẽ có giao diện như sau như màn hình này này thì mình sẽ thấy là gì là cột bên trái này chính là những cái sản phẩm đó, mà anh chị muốn mua Đúng không? tất cả những cái cặp tiền này cổ phiếu này hàng hóa này nó sẽ có cột bên này anh chị quan tâm mã nào thì mình sẽ gọi nó ra ở đây và cột bên phải là cái cột lớn nhất chính là cái cột lớn nhất là gì mình sẽ có những cái biểu đồ nến này cái giá cả của thị trường này đúng ạ giá cả của thị trường và uh, thường là là nến nó sẽ có màu xanh màu đỏ thì ở đây là step đang để màu đen và màu trắng còn như ở bên dưới á, là những cái lệnh giao dịch thì tất cả những cái lệnh nó đều được công khai minh bạch nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm uh, ok bây giờ mình sẽ quay trở lại slide Okay. mình đang quay trở lại slide đây anh chị uh, hiện nay thì uh, thì uh, cái uh, zoom á, nó cập nhật phiên bản mới nên là step cũng chưa hiểu là nó đang bị lỗi ở đâu đó thì ở đây là mình đang trên màn hình mình vừa rồi á, là màn hình của trên uh, máy tính còn ở đây là màn hình trên điện thoại này thì cái giao dịch này thì step cũng hướng dẫn có clip hướng dẫn riêng cho anh chị rồi và thực sự là nó không khó thì mình có thể liên hệ các bạn support sau và khi mà mình đã uh, chọn được sàn, mình đã hiểu về cách thức nào rút, mình có một cái tài khoản rồi, thì mình có thể điểm qua một cái một số cái sản phẩm của thị trường. Thứ nhất chắc chắn rồi nó là cổ phiếu. Uh, thứ hai đó là forex. Thứ ba đó là hàng hóa. Thứ tư đó là chỉ số. Thì cổ phiếu thì mình có thể uh, mua và bán những cổ phiếu hàng đầu của thế giới như là Apple, Microsoft, Facebook. Amazon, Boeing thì đây đều là những cái công ty hàng đầu ở trên thế giới rồi, quá là quen thuộc với anh chị. Thứ hai á, đó là forex, chính là các cặp tiền chính xác hơn nó sẽ là tỷ số giữa các cặp tiền. Ở đây thì mình sẽ có đồng GBP trên USD này, chính là đồng bảng Anh. Đúng không ạ? Ngoài ra thì mình có USD, GPE là đô trên yên Nhật. Thì đây đều là những cái đồng tiền uh, mạnh ở trên thế giới bởi vì sao mình lại phải là giao dịch những đồng tiền mạnh, Đúng không? bởi vì là uh, nhiều người giao dịch thì sẽ có cái biến động nó mạnh và khi mà biến động mạnh thì nghĩa là cái sóng của nó lớn đó anh chị và khi mà thị trường có nhiều sóng thì mình sẽ có cơ hội để kiếm lợi nhuận anh chị nhé. Uh, cái thứ ba là sản phẩm mà rất là nhiều anh chị quan tâm đó là hàng hóa như vàng và dầu, uh, vàng thì quá là thân thuộc rồi. Uh, thứ hai là dầu dầu thì cũng được một mệnh danh là màu vàng đen đúng không ạ uh, thứ tư đó là chỉ số sp 500 hoặc là us 30 thì cái này là nếu như anh chị tham gia uh, nhóm của step hỗ trợ thì anh chị cũng thỉnh thoảng là uh, được step nhắc đến những cái chỉ số này vì nó cũng là một trong những chỉ số phản ánh cái sức mạnh của thị trường ok và cái thứ tư Uh, phần tiếp theo thì tiếp muốn chia sẻ cho anh chị đến uh, những cái thị trường đầu tư phổ biến ở thời điểm hiện tại thì như anh chị thấy là uh, hiện nay á sẽ rất là nhiều uh, thời, thời điểm hiện tại là thời điểm 4.0 rồi à, thậm chí ở bên nước ngoài thì thậm chí là nó lên đến 5.0 đúng không ạ à, Hiện nay có rất là nhiều kênh đầu tư thì đây tiếp có thể là liệt kê ra một số kênh như là thị trường tiền ảo này hai là giao dịch nhị phân hay gọi là Paris Option đó thứ ba đó là thị trường tiền tệ forex thứ tư đó là thị trường chứng khoán bởi vì sao mình step lại uh, phải nhắc lại cái này bởi vì hiện nay á uh, có rất là nhiều kênh đầu tư uh, nhiều anh chị là chưa biết đến nên step cũng muốn nói qua cái thứ hai là những cái kênh như là quen thuộc như là bất động sản này hay là đầu tư chứng khoán việt đúng không hay là gửi tiết kiệm hay là anh chị mua vàng thực tế thì Step cũng đã có một buổi chia sẻ rồi. thì hôm nay mình sẽ nói đến những cái kênh được coi là 4.0 và được rất là nhiều quan tâm ở thời điểm này. Thì giả sử như là thị trường uh, tiền ảo, thì đồng tiền mạnh nhất của tiền ảo đó chính là Bitcoin đúng không ạ? thì mình sẽ có thể hiểu nó là một loại tiền tệ kỹ thuật số và nó được phát hành dưới dạng là uh, phần mềm uh, phần mềm mã nguồn mở đó anh chị uh, blockchain. đó thì đối với cái tiền ảo này này Nhắc đến là tiền ảo đúng không ạ? Đã nói là ảo rồi. Thì cái như là Bitcoin này thì mình sẽ không coi nó như là một loại tài sản đấy anh chị nhé. Mình sẽ không coi Bitcoin hay là tất cả những đồng coin khác là một loại tài sản. Bởi vì là nó rất ít thông tin để định giá trị. Và nó rất dễ bị làm giá. Mình sẽ ưu tiên mình lựa chọn những cái thông uh, thị trường mà có nhiều thông tin. Và dễ dàng anh chị tìm kiếm được thông tin. Bản thân như Bitcoin thì rất ít thông tin à, Chính vì ít thông tin đó, nên nó sẽ uh, không có nhiều cơ sở Để anh chị phân tích xu hướng tăng giá hay là giảm giá Còn nếu như anh chị đang quan tâm những cái đồng coin Thì mình uh, hiện nay thì có rất là nhiều trường phái Trường phái thứ nhất là lướt sóng Bitcoin Trường phái thứ hai là mình mua những cái coin rác uh, Những cái coin mà đang có giá trị thấp á. Rồi mình uh, mua và mong chờ nó x2, x3, thậm chí x10 tài khoản đó. thì cái mức độ rủi ro của bitcoin cũng khá là cao cái thị trường thứ hai đó là thị trường nhị phân uh, giao dịch nhị phân binary option thì mình có thể hiểu nó là uh, một cái công cụ tài chính với cái cách thức đầu tư đó là dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm giá của một loại tài sản trong một thời gian nhất định thì nhiều anh chị đây có bên phải đó chính là binary option giao dịch nhị phân thì tùy vào anh chị cài đặt thì mình có thể là đặt một lệnh xanh hoặc đỏ và mình sẽ cài là khoảng 5 giây hay là 5 phút gì đấy thì mình sẽ biết ngay kết quả đúng không đúng không thế thì nó không khác gì là mình giao dịch tài xỉu anh chị ạ nghĩa là gì mình giao dịch mình chỉ có xanh hoặc đỏ mà chỉ có chẵn hoặc này thì nó không khác gì anh chị giao dịch tài xỉu thì lần trước thì trong những cái lớp trước thì tiếp cũng chia sẻ một cách giao dịch là gì là khi mà anh chị giao dịch á nó chỉ có chẵn hoặc lẻ thôi mà. Xanh hoặc đỏ đó, chỉ có chẵn hoặc lẻ thì làm sao mà có lệnh nào mà nó chẵn mãi được đúng không? Hoặc là có lệnh nào mà nó lẻ mãi được đúng không? Thế thì anh chị có thể đánh một cái kiểu đó là đánh gấp thép. Đúng không ạ? Ví dụ là lệnh này anh chị đặt một này, một đồng cho lệnh uh, xanh nó thua đúng không ạ? Thì lệnh sau anh chị sẽ tiếp tục đặt hai đồng cho lệnh xanh. Lệnh sau nữa anh chị sẽ đặt bốn đồng cho lệnh xanh và mình cứ thế gấp thép lên thì không thể nào là nó xanh mãi hoặc đỏ mãi được nhưng mà một cái điều kiện đó là mình sẽ cần vốn lớn ở thị trường này và thực tế là khi những cái sàn binary option này này thường là nó sẽ cam kết với anh chị là uh, đầu tư trong vòng 3 tháng 6 tháng này uh, 3 tháng 6 tháng gì đấy thì mình sẽ được cam kết lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm đó thì như thế thì nó rất là vô lý đúng không ạ làm sao mà mình có thể cam kết lợi nhuận mà đến cả thằng hàng tháng trời như vậy được? Đúng không? Thì đấy chính là những cái mà anh chị có thể là nhận biết, đúng không? Là những cái cách mà mình không nên đầu tư vào. Và cái thứ hai đó là gì? Khi mà những cái thị trường tiền ảo này, hai thị trường binary option đó, Nó về Việt Nam á, thì nó biến tướng rất là nhiều và nó hình nó hoạt động á, dưới dạng đó là mô hình đa cấp. Thì đa cấp là gì? Là khi mà mình đầu tư ở cái thị trường này rồi đầu tư ở một thị trường này, uh, barrackson này đi, xong rồi mình uh, có lợi nhuận hay không, không có lợi nhuận thì mình vẫn phải mời chào người thân bạn bè hay là mời chào một người nào đấy để tiếp tục giao dịch đúng không ạ để mình được hưởng hoa hồng đúng không? thì thế sẽ gọi là đa cấp và cứ tiền người sau trả cho người trước chạy theo mô hình bonzi đó, mô hình tam giác đó thì như thế là những cái kênh mà mình nên xem xét mà mình không nên đầu tư cái thứ ba đó là thị trường tiền tệ ngoại hối thì ở đây là uh, nó là sự trao đổi tiền tệ trên thị trường tài chính toàn cầu và nó đã được công nhận ở thị trường chính thống rồi đúng không ạ uh, và nó sẽ dựa vào những cái cơ sở phân tích dựa trên những cái độ mạnh yếu của đồng tiền để mình thu lợi được được nhuận thì cái thị trường này thì uh, ở trên quốc tế á, thì người ta biết đến rất là nhiều người ta biết đến rất là nhiều rồi còn ở đối với thị trường Việt Nam á, nó là một thị trường mới đúng không và như anh chị biết rồi thị trường mới thì nó cũng sẽ là có lợi nhuận rất tốt nhưng mà nó sẽ không phải là phù hợp với tất cả mọi người để giao dịch tốt ở thị trường này á uh, thì mình nên là có người hỗ trợ nên có người là support hỗ trợ anh chị để anh chị kiếm lợi nhuận ở thị trường thì uh, đối với thị trường này thì nó cũng khá là giống Barry option nhưng mà mình phải hiểu đúng, đúng không ạ? Vừa nãy Steve cũng nói rồi. Thứ hai là thị trường này nó khá là nhanh, phù hợp với những nhà đầu tư mà thích lướt sóng đó anh chị. Đúng không ạ? Thì như anh chị đặt lệnh thì mình hoàn toàn có thể là uh, đặt lệnh xong thì 5 đến 10 phút sau là mình có lời rồi. Đúng không ạ? Nếu như mình chơi trong khung thời gian lớn hơn thì đặt từ sáng đến tối là mình đã có lời rất là nhiều rồi. Thứ tư đó là thị trường chứng khoán. Thì mình sẽ... Uh, chứng khoán thì là một bằng chứng xác nhận cái quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với cái tài sản hoặc là cái uh, cái cái phần vốn của uh, mình đối với một cái tổ chức đúng không? Thì đối với thị trường chứng khoán á, thì uh, thì mình có thể coi đây uh, được coi là một loại tài sản, đúng không? Anh chị nên phân biệt tài sản và tiêu sản thì đối với chứng khoán thì mình có thể coi nó là một loại tài sản và nó cũng là một cái kênh nó giống như ngoại hối forex nó cũng là một kênh đầu tư chính thống thì đối với thị trường chứng khoán thì cái phân tích của nó sẽ đơn giản hơn forex khá là nhiều đúng không ạ đơn giản hơn rất là nhiều và khi mà mình đầu tư mình sẽ có hai loại lợi nhuận khi mình đầu tư vào thị trường chứng khoán thứ nhất là loại, lợi lợi nhuận tăng trưởng đúng không ạ tăng trưởng giá anh chị mua ở ờ uh, giá 11 đồng nó lên 11 12 đồng thì anh chị đã lợi lời uh, 1 đến 2 đồng đúng không Và khi mà mình đầu tư thì mình sẽ có thêm một cái nguồn lợi nhuận nữa nó đến từ cổ tức. Thì như anh chị thấy uh, thời điểm uh, những cái mã uh, hàng đầu của ngành công nghệ đúng không ạ? Như là Apple này hay là Microsoft này. Đúng không? Những cái công ty mà nó trên nghìn tỷ đô á thì uh, hàng năm thì nó đều tăng trưởng ổn định từ 40 40 đến 60 phần trăm và lợi nhuận thì nó sẽ chia cổ tức đều đặn hàng cứ khoảng theo quý đó Đúng không? và khi mà mình nhận lợi nhuận uh, từ cổ tức đấy thì nó đã rơi vào khoảng từ 7 cho đến 12 phần trăm rồi và nếu như mình đầu tư dài hạn thì mình có thể nhận được cả lãi kép cơ Tiếp có thấy còn nói nhanh quá không anh chị? Nếu mình nói nhanh quá thì anh chị có thể là chat lại nhé. Ok. À, cái mô hình nến này thì hôm nay Steve cũng muốn nói đến cái mô hình nến uh, cơ bản thôi. Mô hình nến. Đây đây là mô hình nến của Nhật và nó rất là cơ bản thôi. Thì đây là những cái mẫu nến cơ bản nhất. Nến xanh thể hiện cho sự tăng giá, nến đỏ thể hiện cho sự giảm giá. Đúng không ạ? Trong một cái giao dịch này trong một cái cây nến này thì nó sẽ có là giá cao nhất, giá uh, đóng cửa này, nó giá mở cửa, giá thấp nhất, thì đấy, thì đây chính là bốn yếu tố anh chị quan tâm khi anh chị nhìn vào một cái nến, đúng không? Đây là bốn yếu tố anh chị quan tâm khi anh chị nhìn vào một cái nến, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa, giá mở cửa và anh chị quan tâm thêm cho tiếp đó là đây á, là cây nến gì Uh, nó đang thể hiện cho khung giờ nào uh, khung giờ daily nghĩa là khung giờ à, uh, khung ngày hay là khung uh, h4 hay là khung h1 hay là khung uh, 30 phút không 15 phút đúng không ạ Ok thì ở đây mình <laughs> ở đây tiếp sẽ thị phạm ở trên uh... thị phạm ở trên uh... đồ thị một chút Is sẽ... it?

đây Thì uh, giả sử như anh chị này Giả sử như anh chị uh, Thấy mỗi lần giá nó di chuyển đúng không ạ Mỗi lần uh, có người mua và có người bán Thì giá nó sẽ tăng hoặc giảm Thì giả sử như là giá nó đi thế này này Đi lên này Đi xuống, đi lên, đi xuống Xong lại đi lên Đó. Thì mỗi lần giá tăng giảm uh, Thì mình sẽ thấy Uh, những cái giá di chuyển như thế này thì mình có thể giả sử đây ạ thì mình mình có thể giả sử đây là nó là khung một phút đúng không ạ tổng hợp giá tất cả cái này nó sẽ uh, trong khung một phút đi thì nó sẽ ra một cái biểu đồ như thế này và anh chị sẽ có thể hình dung ra đây là giá mở cửa này thì anh chị dóng ra thì anh chị sẽ có một cái giá mở cửa đây nếu như đây là giá đóng cửa thì anh chị lại gióng ra thì đây sẽ có là một giá đóng cửa ở đây chúng ta sẽ có uh, một cái cây nến như thế này đúng không ạ chúng ta sẽ có một cái cây nến như thế này và ở đây chúng ta có mức giá thấp nhất đúng không ạ thì chúng ta lại gióng ra đó, đến đây và chúng ta nối lại đó chúng ta sẽ tạo thành một cây nến và ở đây thì mình cũng nối ra thôi đây là mức giá cao nhất thì chúng ta lại tạo thành một cây nến đó đó thì cái giá đóng cửa đây là giá đóng cửa đúng không ạ mà nó lớn hơn giá mở cửa thì đây là một cái cây nến xanh đúng không ạ nếu mà giá đóng cửa này mà lớn hơn giá mở cửa ở đây thì nó sẽ là một cây nến xanh nến thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi ở đây mình sẽ phân tích cụ thể hơn một chút đây mình có thể nói về cây nến này đi anh chị nhìn cây nến xanh này nhé đây anh chị sẽ nhìn vào cây nến xanh này. Thì đây là mình có giá Đó, anh chị nhìn vào cây nến xanh này này. Thì mình có đây á. Đây là giá mở cửa đúng không ạ? Đây là giá mở cửa này. Đây, giá từ đây. Xong rồi nó có thể là đi xuống đây, Nếu như anh chị nhìn vào một cái cây nến xanh này nhá. Nếu như anh chị nhìn vào cây nến xanh này, này thì anh chị sẽ đoán được là nó đi như thế nào. Thứ nhất là nó từ xuất phát từ đây. Nó có thể là đi lên đây. Xong nó đi xuống đây. Rồi nó kết thúc ở đây đúng không ạ? Đúng không ạ? Hai là gì? Là nó có thể là đi từ đây, đây là giá mở cửa đúng không ạ? Đi từ đây, nó đi xuống đây rồi nó đi thẳng lên đây và nó kết thúc ở đây đúng không ạ thì đây là hai cái đường đi đây là hai cái đường mà uh, cái cây nến này nó có thể hiện nhưng mà nếu như nó có đi theo đường nào đi chăng nữa thì nó vẫn thể hiện cho một cái lực giảm rất là mạnh ở đây đúng không ạ nếu mặc dù nó có đi theo cái trường hợp này hay là nó có đi theo trường hợp này thì nó đều thể hiện ra đây là một cái cây nến giảm đây là nó ủng hộ cho phe bán và nó giảm rất là mạnh ờ, anh chị hiểu không ạ thế nên là gì thế nên á hôm nay Steve sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách để anh chị uh, tìm những cái điểm mà đảo chiều những cái lúc mà thị trường á nó đang có biến động mạnh để anh chị có thể là giao dịch ok không như là mình sẽ giao dịch những cái thời điểm mà nó có những cái cây nến như thế này này những cái nến mà dâu dài như này này thì hôm nay là mình sẽ nói về nến và mình nói về phân tích nên là nó sẽ hơi khó một chút anh chị nhá nó sẽ không giống như những cái lớp cơ bản trước đâu nên là mình sẽ chịu khó mình nghe lại một chút nếu như anh chị không hiểu thì mình có thể là mình xem lại cái uh, buổi uh, thu lại của cái lớp học này đúng không ạ thì anh chị sẽ thấy là gì đúng không ạ nếu như đây nếu như mà những cái cái nến một phút đó, thì nó sẽ tạo ra những uh, ví dụ đây là uh, một phút đúng không Nó sẽ tạo thành cây nến này nếu như mà tổ hợp những cái cây nến một phút thì nó sẽ tạo thành những cái khung giờ lớn hơn như thế này đúng không ạ và nó sẽ tạo thành những cái sóng như thế này và nó cứ uh, một phút này nó tập cộng lại với nhau nó thành 1 giờ một giờ cộng lại với nhau thì nó thành 4 giờ 4 giờ nó cộng lại với nhau thì nó sẽ thành một ngày đúng không ạ thường thì mình sẽ để ý những khung giờ là một ngày một giờ 4 giờ đó để mình giao dịch đó thì ở đây mình sẽ thấy là gì ở đây mình sẽ thấy là gì à, trong những cái nến này trong nến này trong mỗi cái nến thì nó sẽ có những cái sóng nhỏ đúng không ạ và trong những cái sóng nhỏ thì nó lại có nến ở bên trong thế nên á nến và sóng nó sẽ tương quan và nó sẽ bổ sung cho nhau và trong những cái nến á trong những cái nến á, hoặc là tổ hợp nến á, nó sẽ tạo thành những cái câu chuyện nếu như anh chị hiểu cái câu chuyện đấy thì mình sẽ có thể là mình sẽ kiếm được lợi nhuận ở thị trường đúng không thì ở đây vì sao á, ship lại phải mất thời gian để mình phân tích một cái nến như vậy bởi vì chúng ta có thể là anh chị đã học những cái lớp mà đào tạo khác hoặc là xem ở trên mạng đó. chúng ta sẽ được học rất là nhiều rất là rất là nhiều các loại nến ma bô dư nến doji di, nến chuồn chuồn này nhưng mà thực tế là nó uh, xong rồi anh anh chị nhớ tên đúng không xong rồi anh chị lại nhớ là nó phải áp dụng vào trường hợp nào thì thực tế là nó rất là khó đúng không và thực tế là nó không phải là chính xác ở đây thì mình sẽ giao dịch Đờ, mình phải hiểu là vì sao nến nó tăng giảm và cái nến nó tăng như vậy hoặc là giảm như vậy bởi vì sao đúng không? thì anh chị mới có giao dịch lợi nhuận tốt được thì ở đây là mình sẽ kết luận là chúng ta không cần phải là học vẹt cái tên đến làm gì cả đúng không phải học là nó sử dụng trong cái trường hợp nào cả mà chúng ta cần phải là hiểu cái bản chất của vấn đề đúng không ạ và như đầu buổi buổi đầu buổi mà Steve có chia sẻ với anh chị ạ là cái này á nó không phân biệt là anh chị giao dịch khung nào, khung thời gian nào, H4, H1 uh, M30, M15 cũng không phân biệt là anh chị giao dịch ở uh, thị trường nào, thị trường chứng uh, khoán Việt hay chị tường Bitcoin hay bất cứ thị trường nào. Thị trường nào á mà có nến á, nó có đồ thị á thì anh chị đều có thể phân tích được anh chị nhé nó Ok. Và thứ ba nội dung thứ ba của buổi học là chúng ta sẽ nói về mô hình nến đảo chiều, mô hình nến đảo chiều. thì ở đây là mình sẽ có uh, hai mô hình thôi, mình sẽ có hai mẫu nến thôi. tiếp hôm buổi hôm nay tiếp chỉ nói về hai mẫu nến thôi. Thì thực tế thì sẽ có rất là nhiều mẫu nến để anh chị giao dịch, anh chị nhá. rất là nhiều mẫu nến nhưng hôm nay tiếp chỉ muốn giới thiệu là hai mẫu nến thôi. thì, thì mẫu nến thứ nhất là mẫu nến chóm dâu. Mẫu nến tròm dâu Đây Anh chị nhìn vào cái ví dụ bên uh, Tay trái Anh chị thấy không ạ uh, Riêng cái tên thôi anh chị đã biết được là Cách thức giao dịch như thế nào rồi Anh chị sẽ chọn những cái vùng uh, Mà có càng nhiều dâu càng tốt Anh chị chọn những cái vùng Mà càng nhiều dâu để anh chị giao dịch càng tốt Anh chị nhá Đây uh, Mẫu nến có nhiều dâu nến Rất nhiều dâu nến Có bên phải này cũng thế Và nến có ít nhất 3 dâu trở lên Ít nhất là 3 dâu trở lên Thì đây ví dụ như là gì ạ? Ở đây nó sẽ có rất là nhiều nến ờ, một này 1 này 2, 3, 4, 5 Đúng không ạ? Thì đến những cái cây nến như thế này này Những cái cây nến thứ năm này này Là anh chị đã có thể là giao dịch được rồi Và đến khi mà giá ấy, đây Thứ năm thứ sáu thứ bảy này Anh chị có thể là bắt đầu giao dịch Từ những cái cây nến này rồi 1, 2, 3 đúng không ạ? ba cái cây nến dài này thì cái, từ cây nến thứ tư là anh chị có thể bắt đầu giao dịch từ đây và khi mà giá nó vượt qua cái thân nến cái giờ đóng cửa của nến này thì anh chị có thể bắt đầu giao dịch ở những cái, uh, cây nến này rồi và thực tế là khi mà anh chị thấy uh, như vậy thì mình có thể là bay lên, đúng không? ở bên dưới thì là dâu càng dài càng thể hiện sự từ chối mạnh, thì ở đây là gì? nó đang không muốn phá xuống nữa. Nó đang không muốn phá xuống nữa Và nó ủng hộ cho phe bán À phe mua thì mình sẽ Ưu tiên là việc buy thôi Thì uh, tí nữa thì tiếp sẽ cụ thể Ở trên biểu đồ thì anh chị có thể là dễ hiểu hơn Thì cái này cũng tương tự như vậy Bên phía trước Phía trước đúng không ạ Là chúng ta đã có một lực giảm Rất là mạnh rồi Và nó có nhịp hồi lên Đúng không ạ Nó đã tạo một cái điểm mua Xong rồi giá lại bắt đầu giảm xuống Đúng không ạ Và mình sẽ đợi Đây giá giảm xuống này và nó lại hồi lại đúng không ạ và nó tạo thành rất là nhiều cái dâu nến ở đây đúng không ạ? giá rất muốn phá qua lúc này cái này gọi sẽ gọi là kháng cự giá rất muốn phá qua nhưng mà nó cứ gặp đường kháng cự này nó lại quay lại quay lại quay lại và đến những cái đường thứ năm này này thứ tư này, này mình sẽ có rất là nhiều một này hai này ba bốn năm này Đó. thì đến những cái điểm thứ tư uh, này thứ năm thứ sáu này thì mình có thể uh, tiến hành sell và khi mà giá nó vượt qua cái đóng cửa này này thì mình sẽ có thể là sell ở vùng này thì thực tế là giá giảm rất là tốt đây okay. thì mình bây giờ mình sẽ cụ thể ở màn hình Okay. thì uh, hôm nay á, anh chị có thể là vào cái uh, nhóm Steve đang hỗ trợ đúng không ạ thì anh chị sẽ thấy là Steve có đưa cho anh chị một lệnh đó là lệnh uh, buy vàng à buy dầu buy dầu đúng không ạ đây thì thực tế là gì là anh chị sẽ nhìn vào cái biểu đồ của dầu anh chị chỉ cần nhìn vào mắt thường thôi đúng không ạ là anh chị đang thấy là dầu đang có một xu hướng tăng ok không ạ dầu nó đang có một xu hướng tăng thì như cái thời điểm này này đây dầu có một xu hướng tăng đúng không ạ và nó đã có một nhịp hồi và nó lại tiếp tục tăng lên trở lại thì ở đây á khi mà nó tăng ở đây này, đến đoạn này này nó tăng Anh chị để ý là khi mà có nhịp hồi trong nhịp tăng này này, nó đã tạo ra một cái vùng nó đã tạo ra một cái vùng hỗ trợ ở đây. Đúng không ạ? Nó đã tạo ra một cái vùng hỗ trợ ở đây. Và trước đấy, đây là có một cái lực tăng rất là mạnh. Đúng không ạ? Trước đấy nhá, là mình đang đánh giá là gì? Là dầu đang có một lực tăng rất là mạnh và nó đang có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Đúng không ạ? Nó có vùng hỗ trợ ở đây. Và khi mà giá nó có nhịp điều chỉnh giảm này, khi mà giá nó đang giảm ở đây này đây nó giảm đến đây này nó chạm vùng hỗ trợ này nó chạm vùng hỗ trợ này đúng không ạ và giá nó bật lên đây là có một cái dâu nến rồi này một này đây nó chạm vùng hỗ trợ này nó lại bật lên là hai này xong rồi nó bắt đầu tăng này giảm gì đấy này xong rồi nó lại đi đến chạm vùng hỗ trợ là lần thứ ba thì theo cái công thức của chúng ta là gì ạ là nó càng có nhiều dâu nến á, thì càng tốt Anh chị nhé Đi qua càng nhiều dâu nến Càng tốt Thì nó Ở đây nó đã qua được uh, Một này Hai này Ba này Đúng không ạ Và thậm chí ở bên trên này này Nó còn có rất là nhiều dâu nến nữa này Thì chứng tỏ đây á, là một cái vùng Hỗ trợ mạnh Thì đến khi á, Đây Đến khi mà nó phá qua này Nó lại giật lên này Đúng không ạ Và nó đã qua được cái điểm này Nó đã qua được cái vùng này đó thì chính là cái vùng mà Steve khuyến nghị anh chị bay lên và từ cái thời điểm này này đây từ 70 này đó, nó có đi lên đến 71 rồi và Steve đang kỳ vọng nó có thể lên đến vùng cao hơn thì đây là mình đang kỳ vọng nó lên đến vùng giá tròn là khoảng 72 nghĩa là nó sẽ lên được cái vùng này nó sẽ lên đến khoảng cái vùng này đó thì cái biểu đồ dự tính đường đi của Steve sẽ là nó sẽ đi từ đây lên đây nó hồi xuống Đúng không? Rồi đó lại tiếp tục đi lên Thì target của dầu Thì Steve vẫn đang để là 72 Đúng không ạ Thì anh chị sẽ thấy là gì Là mình cố gắng Là mình nhìn cái biểu đồ Đúng không ạ Thực sự là không quá khó đâu Có những cái thời điểm đó, Giao dịch nó rất khó nhưng mà có những cái thời điểm Mà giao dịch nó không hề khó chút nào Thì đây mình sẽ thấy là gì Đây Nhìn biểu đồ là thấy dầu nó đang tăng rồi Và đây có lực tăng rất là mạnh đúng không ạ? thì mình đang ưu tiên cho việc đó là bay dầu, đúng không ạ? nhưng mà chúng ta vẫn thấy đây là có dầu có một lực giảm mạnh đúng không? thế thì mình phải đánh giá thêm một chút là gì? đây, mình dựa vào cái biểu đồ, mình dựa vào cái biểu đồ một nến này, hai nến này, đó, nến này, nến này, ba này, bốn này, đó và mình năm, đây mình sẽ tiến hành mình bay ở đây, thực tế là Uh, dầu vẫn đang, đang tăng đúng như dự tính thì uh, phiên tối thì nó có giảm lại một chút rồi thì mình vẫn sẽ ưu tiên cho việc là uh, ba dầu thôi anh chị nhé tết xem có một cái ví dụ là khác không Uh, anh chị muốn xem ở trên biểu đồ của uh, Đồ thi nào không ạ? Đây, thực tế chúng ta cũng rất là nhiều... đến với sản phẩm mà chúng rất nhiều anh chị quan tâm đi. Đây chúng ta có thể kể đến là vàng. Chúng ta có thể nói đến vàng ở đây. Thì chúng ta nhìn vào cây sóng này của vàng này, thì chúng ta thấy là vàng cũng có một cái lực tăng rất là mạnh. Đúng không? Vàng trước đấy đã có một lực tăng rất là mạnh và nó có nhịp hồi xuống này. đúng không ạ? thì ở đây là nó sẽ tạo thành một cái vùng mua, đây nó tạo vùng đây và nó cũng liên tiếp tạo thành những cái dâu nến ở đây, đúng không ạ? hoặc là đây nó sẽ tạo ở đây một lực mua này và cùng lắm là nó chỉ rơi xuống đến cái vùng này thôi. thì đây chính là một cái vùng này, chính xác là là cái vùng này là mình sẽ có một hai ba, đúng không ạ? thì cái cây nến này thì mình có thể kéo lên một chút nữa ở đây thì mình có thể là đếm cả những cái cây nến này ba này và đến khi mà giá nó có vượt qua cái vùng này này Đấy, vượt qua những cái vùng nến hẳn trên này thì mình có thể tiến hành buy được rồi thì ở đây mình sẽ ưu tiên là gì là mình sẽ chọn mình sẽ chọn những cái vùng á mà trước ngay bên trên nó đã có một lực tăng rất là mạnh rồi nó đã có một lực tăng hoặc lực giảm rất là mạnh. Và nó tạo thành. Uh, khi mà nó có nhịp hồi này. Xong rồi nó sẽ có rất là nhiều dâu nến ở đây. Thì mình sẽ ưu tiên. Cho việc là. Đi theo cái xu hướng chính. Đó. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ sang cái mẫu nến. Ecofink đỉnh đáy 2. Ego phinh là gì? Ego phinh là khi mà anh chị á uh, khi mà anh chị giao dịch này, những cái cây nến sau này này, anh chị cảm thấy là nó lấn át hẳn cái cây nến phía trước nó á, thì sẽ được gọi là cây nến ego phinh Đúng không ạ? Thì ego phinh đỉnh hai là gì? Là khi á đây. Khi bên trên này đó nó có một cái lực tăng rất là mạnh xong nó có nhịp hồi lại này. Đúng không ạ? lịp tăng này nhịp hồi này thì đây là có một cái điểm để anh chị vào lệnh xong rồi nó lại tiếp tục tăng lên đúng không? nó lại hiệp hồi lại ở cái vùng này thì anh chị chưa nên bay lên ở đây mà anh chị sẽ cần là gì mình sẽ đợi mình sẽ đợi nếu như anh chị thấy nhá, là cái cây nến này này nó vẫn đang áp đảo cây nến này đúng không ạ nó là cây nến này này nó áp đảo cây nến này thì nếu như anh chị bay lên ở đây á, thì lập tức là giá nó đi xuống luôn nhưng thực tế là anh chị sẽ đợi thêm đợi thêm cái egopping lần thứ hai á. Lần thứ hai. nó nó tăng lên này, nó giảm này thì anh chị sẽ tiến hành bay lên ở đây. Và khi mà giá nó vượt được cái vùng uh, cái, cái cái đóng cái cái đánh nến này này thì anh chị sẽ bay lên ở đây. Đúng không ạ? Bên trên có một lực tăng mạnh này. Nhịp hồi rồi này. Xong rồi đến khi mà anh chị cho nó tăng lên đi, xong rồi đến khi mà nó giảm đây này. Rồi lại tăng đúng không? thì anh chị không nên buy ở lần một này, đây mới là Ego phi lần một thôi, thì anh chị sẽ đợi giảm xuống một lần nữa, thì cái lần thứ hai này anh sẽ tiến hành buy lên ở đây, thì tương tự với cái nhịp giảm cũng thế, rồi anh chị sẽ đợi một cái lúc mà thị trường á nó có nhịp giảm mạnh, xong rồi nó bắt hồi lên này, xong rồi nó, uh, nó sẽ lại bật lại đúng không ạ? nhưng mà anh chị sẽ không sell ở đây, mà anh chị sẽ đợi nó hồi lần hai, đúng không ạ? rồi anh chị mới tiến hành Xeo thì nó sẽ an toàn hơn lại đứng ạ. À? Ok. Uh, đây là mẫu nến Egofing đỉnh 2. Đỉnh hoặc đáy 2 anh chị nhé. Thì cái đỉnh đáy 2 này này là gì? Là anh chị sẽ có một cái cây nến. Cây nến sau á. Nó sẽ áp đảo cây nến trước. Thì nó sẽ gọi là những cây nến Egofing. Và uh, riêng cái tên là anh chị sẽ thấy rồi vào lệnh khi mà xuất hiện đến ego phinh đỉnh hoặc là đáy lần thứ hai nghĩa là gì ở trên này này là anh chị sẽ thấy là uh, giá nó đang có một cái lực tăng rất là mạnh giá nó đang một tăng rất là mạnh và nó hồi lại này đúng không ạ xong rồi nó lại tiếp tục tăng lên thì khi mà giá nó xuống này anh chị sẽ thấy là đây là giá lực lên nó rất là mạnh đúng không và nó có hồi lên đó. thì anh chị không nên là anh chị bay lên ở đây bởi vì thực tế là những cái cây nến bên trên này này Nó vẫn đang có lực giảm rất là mạnh Thì anh chị chưa nên buy lên ở đây Mặc dù đây vẫn là một cái cây nến engulfing Mà giá nó mạnh uh, Cái cây nến sau nó vẫn Vẫn mạnh hơn cây nến trước Nếu mà theo lý thuyết mà anh học Anh chị học ở trong sách giáo khoa đó, Hoặc là học ở trên uh, Kiến thức ở trên mạng đó, là anh chị sẽ buy lên luôn ở đây đúng không ạ Nhưng mà thực tế là không phải đâu Đấy giá nó vẫn giảm đấy Thế thì anh chị sẽ đợi nó lần thứ hai đó, thì anh chị mới tiến hành bay vào đúng không ạ đây mình nói lại một chút nhá là bên trên này có một lực tăng rất là mạnh đúng không ạ xong rồi á là mình đang ưu tiên cho việc tăng đúng không ạ và mình đang có một cái vùng hỗ trợ để mình mua lên và khi đó, giá nó bắt đầu điều chỉnh đây có một lực giảm ở đây và nó, nó bắt đầu tăng trở lại đúng không ạ thì thường á, là theo lý thuyết là anh chị sẽ bay luôn ở vùng này nhưng mà không phải mình sẽ đợi cho đến khi mà nó test lại một lần nữa, rồi anh chị mới bắt đầu bay lên ở những vùng trên này. Đó, và thực tế là lợi nhuận rất là tốt. Thì anh chị cứ đợi thôi. Anh chị cứ đợi thôi là mình sẽ có một cái lực nến giảm mạnh. Đúng không ạ? Xong rồi mình cho, uh, mình đã có một cái vùng hỗ trợ này, lực nến giảm mạnh rồi này. Mình có một vùng hỗ trợ này. Xong rồi đến khi mà uh, giá nó đây bắt đầu đi xuống này, nếu như mà mình bay luôn, mình sell luôn ở vùng này á, thì thực tế là giá lại tiếp tục đi xuống, đi lên. Đúng không? Thì mình đợi đi Mình đợi cho nó cái lực uh, tăng nó yếu đi Xong rồi mới bắt đầu là sell xuống ở những cái vùng giá bên trên này Thì mình sẽ có lợi nhuận rất là tốt Ok uh, Mình sẽ quay lại với slide một chút uh, hồ, hồ chôm một chút ok thế mình sẽ xem trên biểu đồ của Bnp đi BNB là mã mà tiếp đang khuyến nghị anh chị ạ. Thì mình sẽ đến cái mục cuối đi là mình sẽ phân tích mã BNB và vì sao mình nên đầu tư vào BNB. Paris Pass và đến cuối buổi thì mình sẽ phân tích mã BNB vì sao mình nên mua đây thì đây là những cái kiến uh, những cái thông tin cơ bản của BNP Paribas SA là nó là ký hiệu của uh, Pháp đúng không ạ nó là một ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính của Pháp có trụ sở Paris và trụ sở toàn cầu ở London đây là một trong những ngân hàng lớn nhất ở trên thế giới thì nó được thành lập uh, năm uh, 1848 nghĩa là hơn 100 năm rồi thì ở thị trường quốc tế á, thì mình dễ dàng mình tìm thấy những cái công ty á mà nó được thành lập hơn 100 năm. Đúng không ạ? Còn bản thân như thị trường chứng khoán quốc tế thì nó được khoảng 200 năm. Còn như thị trường Việt Nam thì thị trường chứng khoán nó mới chỉ có là khoảng 20 năm thôi. Đúng không Nên chính vì cái lịch sử lâu đời nên là cái tình trạng về làm giá thị trường thì nó cũng ít hơn là so với thị trường Việt Nam, bởi vì cái bộ luật của thị trường chứng khoán quốc tế nó được bài bản rồi quy củ rồi nên cái việc làm giá thì nó sẽ ít hơn không nghe thấy ạ Anh Phúc có nghe thấy không ạ Mọi người không nghe thấy à uh, như Steve check thì uh... Như Steve Tracking có uh, Máy vẫn bình thường Chị Thùy Dương có hỏi là Steve có đang ăn gì không Ăn gì phải không Không có đâu chị uh, Steve đã đang bị ốm á. Nên là giọng nó hơi khác một chút thôi Ok anh chị Thì uh, như Steve có nói ở trong những cái lớp học trước đó, là mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái công ty tập đoàn á có lịch sử lâu đời, cũng như là những cái tập đoàn mà nó uy tín, đúng không ạ? Nó những cái ngân hàng mà có vốn hóa lớn, cũng như là uh, đây ví dụ như là uh, Total đi, nó là một trong sáu uh, sáu tập đoàn dầu khí lớn nhất ở trên thế giới. Còn như Paris Bank này, này, nó là một trong những ngân hàng lớn nhất ở trên thế giới thì ở Việt Nam thì cũng có trụ sở ở Hà Nội cũng như là ở Hồ Chí Minh Đúng không? cái giá hiện nay của nó là khoảng 51 52 đô rồi thì đây là giá tiếp cấu cập nhật ở ngày hôm qua về phân tích kỹ thuật thì mình đầu tư về BNB ấy. anh chị sẽ thấy là những cái chỉ báo đều đánh giá là mình nên mua và mua mạnh ở cái giá này thì ở trên MT4 thì cái ký hiệu của nó sẽ là BNB FR thì nó là ký hiệu của Pháp và một lot thì nó vẫn chỉ là một xe thôi. Nhưng anh chị mua uh, 100 cổ, 500 cổ thì anh chị cần để khối lượng nó là 100, 500. Thì anh chị sẽ xem là PNB này nó chia cổ tức rất là đều đặn và tăng đều hàng năm. Thì mình hoàn toàn mình có thể là xem thông tin của nó ở cái trang mà Steve cũng giới thiệu rất là nhiều rồi đó là Investing Thì chị, anh chị chỉ cần vào Investing Và tìm cái mã cổ phiếu của nó thôi BNPP Đấy là mã trên Investing Và cái ký hiệu của nó sẽ là cờ Pháp anh chị nhé BNP này Paris Pass SA Cổ phiếu của Paris Anh chị tìm được thì nó sẽ hiện ra như sau thôi Đó và anh chị sẽ chọn mục cổ tức Để mình xem cái giá trị cổ tức của nó thì cái mã này thì nó hơi đặc biệt một chút đó là mình sẽ tính bằng tiền euro euro anh chị nhé đây là tiền euro ạ. pháp mà nó anh chị sẽ thấy là gì cổ tức của âu ạ, thì nó khá là đặc biệt 30 tháng 5 này 2017 30 tháng 5 2018 29 tháng 5 năm 2019 ở trên này đều là tháng 5 và nó chia uh, mỗi năm một lần đúng không ạ? 17 18 19 20 này, mỗi năm một lần và cái giá trị cổ tức của nó tăng đều hàng năm. Tăng đều hàng năm. Ở ờ đây, anh chị thấy không ạ? Nó tăng rất là đều thì đến năm 2021 này này. Đúng không ạ? Nó có đặc biệt một chút là nó chia làm hai lần thôi. Nó chia làm hai lần. Nên nhưng mà tổng hai lần này lại, lại á, thì vẫn là cao hơn năm ngoái, một lần của năm ngoái. Thì ở đây mình vẫn sẽ đánh giá được là gì? là cái giá trị cổ tức của nó vẫn đang tăng đều hàng năm. Thì khi mà một công ty mà đang có lợi nhuận tăng đều hàng năm á thì mình cũng đánh giá được đấy là một công ty đang có sức tăng trưởng tốt đúng không ạ? Thì lát nữa thì mình có thể là xem vào biểu đồ của nó nữa. Đây, cái thứ hai đó là ước tính đồng thuận thì đây là nhóm những cái nhà đầu tư. Ở đây thì mình có 25 nhà phân tích. Thì 25 nhà phân tích này chính là 25 năm uh, đội ngũ phân tích đó anh chị. Thì người ta đều đánh giá uh, cái mức trung bình của của PNB cũng khá là cao, mức cao nhất lên đến tận 74 và cái mức trung bình nó ở 62,1 cơ. Mà trong khi đấy là anh chị thấy là giá hiện nay nó chỉ có khoảng là 51 đến 52 đúng không ạ? nghĩa là nó hoàn toàn có thể tăng đến khoảng 10 giá nữa Ok đây đây cũng là chỉ báo kỹ thuật vẫn là đánh giá nên mua của uh, pnb và cái thứ ba là cái quan trọng đây một trong những cái lý do quan trọng nhất là mình nên mua PLB đó chính là cái giá trị thực thì uh, khi mà anh chị mua một cái mã cổ phiếu á, là anh chị xác định mua cái là có lời luôn đúng không ạ thì cái giá trị thực này là gì là cái giá trị mà người ta các nhà đầu tư chuyên nghiệp á, hoặc là những cái quỹ lớn á, người ta đưa ra phân tích và đánh giá được là BNB đang có giá trị thực lên đến là 61,84 euro cho một cổ phiếu thì cái giá trị hiện tại mà cái giá trị hiện tại của nó là 51,15 nghĩa là nó còn cách tới 17,3% nghĩa là cách khoảng 10 euro nữa 10 euro nữa anh chị nhá. Đó. Thì cái này về lý thuyết là gì? Cổ phiếu tăng trưởng là những công ty được kỳ vọng sẽ tốt hơn thị trường theo thời gian dựa trên tiềm năng trong tương lai của chúng và giá trị cổ phiếu là những công ty được cho là đang giao dịch dưới giá trị thực của chúng. Đúng không? Đây, công ty mà đang cái này là lý thuyết thì anh chị đọc có thể là nó khó hiểu. Nhưng thực tế là gì? Là cổ phiếu tăng trưởng là gì? Là cổ phiếu ạ mà cái giá trị hiện tại này này nó đang được đánh giá là dưới mức giá trị thực. Còn ở đây là chúng ta là gì? Giá trị thực của nó là 61. Giá trị hiện tại là 51 thì đơn giản là mua chắc chắn có lời, nhưng mà sau bao lâu là có lời thôi. Sau bao lâu ạ? Đó, thì sau bao lâu thì để càng lâu thì càng có lời. Thì trong thời điểm này này là mình sẽ được hai nguồn lợi nhuận. Thứ nhất là lợi nhuận tăng trưởng và lợi nhuận năm sáu phiên nữa thôi là mình sẽ được chia cổ tức nó nữa thì đây là cái thời điểm rất đẹp để anh chị mua thì như step đã khuyến nghị anh chị đã mua từ hai phiên trước rồi anh chị đến thời điểm này là có lời hết rồi thì như thời điểm này là nó đã tăng lên khá mạnh đúng không thì anh chị có thể là đợi một chút nữa đợi giảm một chút thì mình có thể là mua vào để được giá tốt hơn thì đó anh chị đã xác định là đây là một mã tiềm năng rồi thì tích cũng có một cái bài toán lợi nhuận cho anh chị thì đây là mình á, đang là khuyến nghị cái mức vốn đầu tư cơ bản thôi đó là mức vốn cơ bản là 10.000 nếu như anh chị là muốn đầu tư hơn á, thì mình sẽ tự nhân số lượng cổ phiếu hơn đúng không ạ hoặc là uh, ví dụ anh em 10.000 này mình đang khuyến nghị là số lượng cổ phiếu là 1.000 cổ đúng không ạ nếu như anh chị đầu tư số 400.000 là không phải là anh chị mua 10.000 cổ đâu mà nếu như anh chị đầu tư số vốn lớn á, thì mình sẽ có một cái kế hoạch khác anh chị sẽ phân bổ vốn ra là không phải anh chị chỉ mua mỗi ở uh, BNB đâu mà anh chị có thể là mua thêm những cái công ty tiềm năng khác như là C chẳng hạn hoặc là Nvidia chẳng hạn đúng không? Apple thì thời điểm này nó cũng tăng khá là nhiều rồi thì mình có thể là đợi một chút để có thời điểm đẹp nhưng mà đi ở đây là gì là anh chị đầu tư vốn lớn á, và vốn chung á, hoặc là vốn ngắn á, thì cái kế hoạch giao dịch của chúng ta sẽ khác nhau nên là mình không nên mình tham khảo những cái vốn lớn mình giao dịch khác đúng không ạ nó ví dụ như là rất là nhiều anh chị tham gia vào cái nhóm chiến lược của step, Đúng không? Ví dụ như Steve đưa ra uh, một ngày mình đưa ra 3 đến 5 chiến lược chẳng hạn mình đưa ra 3 đến 5 chiến lược mà anh chị lại chọn đi Thật sử anh chị lại chọn Đúng không? ví dụ đưa 5 chiến lược anh chị chọn một chiến lược mà chả may đúng cái chiến lược đấy nó sai sao đúng không thì anh chị mất vốn rồi anh chị bị âm tiền rồi anh chị mất tiền rồi thế nên mình vẫn luôn kiến nghị là chỉ anh chị À, gia dịch thì mình cố gắng là mình vào đủ lệnh đúng không ạ lệnh này bù lệnh kia và như vậy thì lợi nhuận nó sẽ tốt hơn đúng không chứ mình đừng nên là mình chọn uh, chọn lệnh đúng không? có ai khẳng định là mình sẽ luôn luôn đúng đâu thì đây giả sử như anh chị đầu tư số vốn là 10.000 thì anh chị có thể mua 1.000 cổ thì cái giá hiện tại mình đổi ra tiền đô nó là khoảng 60 đúng không? cái lộ cổ tức mình cũng đổi ra đô rồi nó sẽ là khoảng 1,55 đô cho một cổ phiếu thì cái lợi nhuận chắc chắn mình nhận được cổ tức đó là 1550 đô. Đúng không ạ? 1000 nhân với giá trị cổ tức là 1550 1550 đô. Và cái lợi nhuận tăng trưởng của mình á, sẽ dự kiến là khoảng hai giá. Thì mình tăng một giá thôi thì mình sẽ lợi nhuận là khoảng 26%. Nếu như tăng hai giá thì ở đây mình sẽ có khoảng là 36%. Thì đây mình tính cho một thương vụ đầu tư anh chị nhé Và cái mã này này là sau khi chia cổ tức á. <laughs> sau khi chia cổ tức thì cũng giống như tôi anh chị có thể nắm giữ thêm Đúng không? nhiều anh chị hay hỏi là ờ, sau khi chia cổ tức giá nó giảm thì sao thì ấy, mình đang đầu tư vào những cái công ty ấy, dựa vào sự tăng trưởng Đúng không? ví dụ như tơ Tô đấy sau khi chiều cổ tức nó vẫn tiếp tục tăng hai uh, phiên liên tiếp ok từ đây mình sẽ quay trở lại với cái đồ thị của PLB Với giá dịch cổ phiếu thì mình nên chọn khung lớn một chút. Đó là khung uh, Daily hoặc là khung Week. Đây. Thì ở đây là mình sẽ thấy là từ năm 2020 này. Từ năm 2020 đúng không ạ? thì đây chính là cái thời điểm mà dịch bùng nổ đấy ạ thì tất cả các ngành theo tâm lý chung của thị trường thôi là tất cả các ngành nó đều giảm giá rất là mạnh đúng không ạ và mình sẽ bắt đầu là đây khi mà giá giảm à, nếu như anh chị đầu tư cổ phiếu anh chị thấy một cái kinh nghiệm đó là gì khi mà một cái cổ phiếu mà nó đang làm ăn tốt mà nó mất từ 50 một cái công tốt nhá công ty tốt nhá nó mong bị mất 50 đúng không ạ? hay thậm chí chỉ là 30% thôi thì thời điểm dịch này nó bị mất 50 đến 70% giá trị thì đấy là những cái thời điểm anh chị nên mua cổ phiếu vào nó và có lợi nhuận rất là khủng thì đây là khi mà giá nó giảm này nó bắt đầu là có giai đoạn tích lũy này thì đây mình sẽ thấy rất là nhiều giai đoạn tích lũy ở đây Đó. Và anh chị sẽ lại nhìn vào mắt thường thôi Anh chị sẽ lại nhìn vào mắt thường thôi Là mình sẽ thấy là gì BNP đang có một xu hướng tăng Đây Anh chị sẽ dễ dàng nhìn thấy là đây Những cái đỉnh đáy này Vẫn đang cao hơn đáy trước đúng không ạ Và những cái đỉnh này này Vẫn đang cao hơn những đỉnh trước Thì nó vẫn đang tạo thành một xu hướng tăng Và nhất là cái thời điểm này này Đó Thời điểm hôm trước là Steve có khuyến nghị anh chị mua ở đây này Mua ở vùng này đúng không ạ thì đến hôm nay nó đã tăng rất là mạnh rồi đó thì như cái lúc này thì mình giao dịch như thế nào một là mình xác định đây là giá nó có thể tăng đến đây còn nếu mà như đến cái vùng giá trị thực thì sao ạ nó có thể lên đến vùng này đúng không ạ khoảng vùng trên này và thực tế là giá trị của cổ phiếu nó còn thực tế nó còn cao hơn giá trị thực được đánh giá cơ đó thì ở đây Steve sẽ đánh giá là gì là cái mã BNB này, này nó cũng sẽ giống như nó sẽ có những cái giai đoạn tích lũy như những cái biểu đồ trên này thôi là nó sẽ tích lũy ở đây anh chị nhá dự là nó sẽ đi sideways trong vùng này này nó sẽ đi từ đây này nó sẽ đi từ đây nó lên đây xong rồi nó có thể giảm một chút và nó sẽ phá vỡ cái vùng cái hộp tích lũy này này và nó sẽ lên đến vùng này đúng không ạ và từ từ vùng này nó có thể lên tiếp đến những cái vùng giá trị thực bên trên nữa. Đó, thế thì anh chị hoàn toàn có thể là mua. Mua BNB ở vùng giá hiện tại. Anh chị nhá. Đúng không ạ? Anh chị hoàn toàn có thể mua BNB ở vùng giá hiện tại. Nếu như hôm nay này nó tăng như thế này rồi này thì dự là nó có thể là giảm nhẹ lại một chút. Nó có thể là giảm lại ở xuống cái vùng này đó và anh chị có thể áp dụng trung bình giá và anh chị mua luôn ở ở những cái thời điểm này rồi trung bình giá là gì là ví dụ anh chị có thể là mua 1.000 cổ phiếu thì anh chị sẽ phân bổ vốn ra anh chị mua trước 300 cổ ở đây nếu như đây giả sử như anh chị hôm nay anh chị vào vốn anh chị mua luôn ở đây giá nó tăng lên luôn thì anh chị có lời nhưng mà nếu như giá chả may nó giảm xuống đúng không ạ thì anh chị sẽ tiếp tục mua thêm 300 cổ nữa đúng không ạ thì đấy sẽ gọi là trung bình giá nếu như chẳng may giá nó xuống tiếp nữa thì anh chị có thể mua nốt 400 cổ còn lại ở vùng giá này và đây là cái vùng giá đẹp nhất nhưng mà thực tế là gì mình đừng bao giờ mình đợi đừng bao giờ mình đợi à, mình đừng bao giờ mình đợi mình xuống đến đây này mình mới mua mình đợi đến nay mới mua thì mình bị lỡ mất cơ hội rồi bởi vì sao tiết lại bảo thế bởi vì giá nó đã tăng lên rồi anh chị bây giờ giá nó tăng lên luôn thì sao Đúng không? thì anh chị lại không có cơ hội này nữa đúng không và trong khi đấy trong khi đấy là gì là cái giá trị thực của nó được đánh giá tận ở trên này nghĩa là lên đến tận vùng 61 62 cơ mà hiện nay nó chỉ có khoảng là 53 cơ nghĩa là nó còn đến tận 8 đến 9 giá nữa cơ mà thì anh chị mua ở vùng này á là vẫn có tỷ lệ an toàn và vẫn thấy lợi nhuận cao và lợi nhuận khủng rồi đúng không nó giống như là nó giống như là một câu chuyện về đầu tư đó anh chị đúng không à, rất là nhiều anh chị bảo là mình không có vốn là rất là nhiều anh chị bảo mình không có vốn nhưng thực tế là gì là không phải không anh chị không có vốn đâu mà là thực sự là do anh chị đang sợ thôi do anh chị sợ thôi bởi vì sao tiếp lại bảo thế bởi vì là rất là nhiều anh chị á vẫn uh, uh, sắm xe đẹp vẫn sắm uh, vẫn sắm xe đẹp này vẫn sắm điện thoại xịn này đúng không? vẫn đi chơi ăn uống này đúng không? làm gì có chuyện là không có vốn vốn ít nhá nhưng mà không có vốn không ít thì nhiều chắc chắn là vẫn sẽ có vốn nhưng chỉ ở đây là do anh chị sợ thôi anh chị thôi mà thực tế là anh chị hiểu là vì sao mình nên đầu tư rồi nhưng mà anh chị vẫn sợ mình không đầu tư và thực tế là nếu như mình suốt ngày mình sợ thì mình sẽ không làm được gì hai là lý do thứ hai mà mình không đầu tư đó là do mình không hiểu về đầu tư đúng không ạ đó thì uh, đây là một mã BNB này mình đánh giá rất là tốt ở thời điểm này OK bây giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi của anh chị. Thời điểm này chúng có việt lên đầu tư ở đâu? Ờ, mình có thể đầu tư chủ quan việt một số như là uh, đầu tư vào chứng khoán anh chị nhé. Những công ty mà chứng khoán á, bản thân như BNB này, này, nó cũng là một ngành về ngân hàng, nó cũng là uh, bảo hiểm vốn cũng là đầu tư quỹ đó thì mình có thể lựa chọn đầu tư vào những cái công ty về chứng khoán ờ, đối với thị trường chứng khoán Việt thì sao thì mình sẽ nói một chút đó là về những cái công ty mà mình không nên đầu tư Đúng không? thứ nhất là những cái ngành bị bán uh, những cái ngành mà bị ảnh hưởng như là ngành bán lẻ Đúng không? thị trường Việt Nam á những cái ngành bán lẻ nó bị ảnh hưởng rất là nhiều ngành bán lẻ như là ngành uh, uh, thiết bị đấy, thiết bị đồ dùng á, hoặc là thiết bị điện tử á, hoặc là điện thoại máy tính á, thì nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn những cái ngành như là ngành thiết yếu thì mình không nói nữa rồi. Ngành thiết yếu thì luôn luôn là có nhu cầu rồi. Còn những cái ngành bị ảnh hưởng bây giờ á, là ngành bán lẻ, đúng không ạ? Và anh bản thân anh chị đánh giá thời điểm hiện tại á, thì rất khó, rất khó để cho thị trường Việt Nam nó phục hồi nhanh được. Như tình hình dịch này thì. Ờ, như Sài Gòn này, hay là như Đà Nẵng ấy, Vẫn có rất là nhiều ca mắc bệnh Ở Đến Hà Nội cũng vẫn còn ca mắc bệnh Thì như thời điểm này thì về đến năm 2022 ấy, Giữa năm 2022 Thì may ra tình hình dịch nó mới ổn định trở lại Đúng không ạ? Hay là những cái ngành mình không nên đầu tư Đó chính là ngành uh, uh, Chuỗi cung ứng ạ? Chuỗi cung ứng Bởi vì sao? Bởi vì là uh, Ok mọi người có thể là uh, Vận chuyển được rồi đấy Nhưng mà cái khó là cái nguyên liệu đầu vào đó anh chị như là những cái ngành như là ngành dệt may này, uh, những cái ngành mà sản xuất thiết bị điện tử này, hay là những cái ngành về xây dựng như là sắt thép này, đúng không ạ? thì nó rất khó để mình có một cái dây chuyền, nó rất khó để có nguyên liệu đầu vào. thì uh, đây là những ngành mình không nên đầu tư vào, vì, vì nó anh bị ảnh hưởng sản xuất mà anh chị. Cái ngành thứ ba mà mình không nên đầu tư vào, anh chị nhớ nhá. đây là ngành không nên đầu tư vào. đó chính là ngành uh, có thể là ngành ngân hàng bởi vì là từ đầu năm á Stip đã khuyến nghị anh chị là nắm giữ ngành ngân hàng rồi đúng không ạ ở Việt Nam đấy nhá đây là mình đang nói Việt Nam nhá là không nên nắm giữ ngành ngân hàng bởi vì là từ 6 tháng đầu năm nay á là ngân hàng đã tăng trưởng rất là tốt rồi và đầu năm á, ngân hàng đã có những cái báo cáo doanh thu rất là tốt thì mình đầu năm đã có lợi nhuận rồi nhưng mà thực tế là đến cái thời điểm này này Uh, những cái ngành ngân hàng á, nó phản ánh cái sức mạnh của nền kinh tế đúng ạ anh chị thử nghĩ mà xem uh, ngân hàng làm ngân hàng tài chính là một trong những cái Để phản ánh sức mạnh của nền kinh tế mà hiện nay thì nền kinh tế thì không thể là phục hồi nhanh chóng được thế nên là mình không nên đầu tư ngân hàng ở thời điểm này đúng không ạ chứ mọi người đừng nghe là đến vùng hỗ trợ Ok đến vùng hỗ trợ thì nó có thể hồi lên một chút chứ mọi người đừng nghe là đến vùng hỗ trợ thì mình mua lên mà mình phải đánh giá chung cho tất cả các ngành nữa đúng không ạ hoặc là mình xem cái biểu đồ này mình xem cái biểu đồ ngân hàng nó đang cắm đầu xuống thì sao mình mua làm gì còn thời điểm này là mình chỉ đây ví dụ sao anh chị không tìm những cái mã mà nó đang tăng tốt như thế này để mình đầu tư đó còn nếu như anh để anh chị đầu tư thì mình nên đầu tư vào ngành ngành chứng khoán ý là gì ý là anh chị đầu tư vào những cái công ty á mà là sàn giao dịch á đúng không và nó có chất lượng một chút và mình sẽ ưu tiên cho những cái công ty mà giá nó chưa tăng quá cao thì anh chị nắm giữ thì sẽ rất là hợp lý đúng không còn như Steve thì step vẫn ưu tiên lựa chọn ở những cái công ty của thế giới thôi. Uh, ok. Mọi người có câu hỏi gì nữa không? Và thấy tiếp thấy là mã BDB này nó tăng rất là tốt đúng không Nó vẫn đang tăng tiếp rồi này. nó vẫn tăng tiếp này. 1,65 đúng không ạ? Thì đến đây thì dự là uh, một lát nữa hoặc là cuối phiên hôm nay phiên của chúng ta sẽ kết thúc lúc uh, 10 uh, 10 giờ đúng không ạ đó, kết thúc 10 giờ thì đến gần cuối phiên á giá nó có thể giảm xuống một chút một sáu bảy này xuống một phẩy ba một phẩy gì đấy thì anh chị canh mà chị mua vào thì đấy là cái canh mà nó hợp lý nhất rồi ok nếu anh chị không có câu hỏi gì á Thì mình có thể là Dừng cái buổi chia sẻ ở đây 1,55 euro Bạn nào khuyến nghị anh 1,55 euro Có thể bạn ý nhầm thôi Bạn ý xem nhầm giá thôi anh ạ Đây uh, Anh uh, Hải Phong có hỏi là sao bạn sao bạn chia kia sao bạn chia kia gửi cho mình là 1,55 euro nhỉ đây mình sẽ nhìn vào đây một chút năm 17 là 18 19 20 là mình sẽ nhìn thấy là nó chỉ chia một lần thôi đúng không ạ TTM này một năm một lần thì đến năm 2021 này nó chia làm hai lần đúng không ạ Nó chia làm hai lần thì cái TTM này nó là một năm 1 năm nó chia 3,1 đúng không ạ? Thì nó nhận luôn giá trị là 3,1. Nhưng mà ở đây á là gì? Mình có hai cái TTM thì mình phải cộng hai cái này lại với nhau anh chị nhá, anh chị nhá. Đúng không ạ? Mình phải cộng cả hai cái này với nhau. Và lần một nó lại chia 1,11 rồi. Đúng không ạ? Thì lần hai nó tiếp tục chia là 2,66 thì anh chị phải chia cho 2. Anh chị phải chia cho 2 cái giá trị 2,66 này nhá. 2,66 chia cho 2 á, nó sẽ khoảng là 1,33. 1,33 euro và mình sẽ nhân với tiền đô á, là 1,55 ok không ạ ờ, anh chị theo kịp không ờ, anh chị chỉ cần hiểu đây này này 2,66 chia cho 2 là 1,33 1,33 này nó là tiền euro vì chúng ta đang tính tiền của Paris mà đúng không ạ thì uh, đây mình sẽ lấy uh, đổi tiền đô sang USD đúng không ạ? Đấy. Thế ra khoảng là 1,56, 1,55 đó. 1,55 ở đô la Mỹ. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi anh. Ok. Nếu mà mình không còn câu hỏi gì thêm á thì uh, buổi học hôm nay cũng khá là dài rồi. Mình sẽ dừng buổi học này lại đây nha anh chị nhé. Ok. Cảm ơn anh chị đã tham gia lớp của Steve.